Rồi. Hôm nay chơi bốn thôn lại nè. Rồi, bị chiến đấu. Chen. Chết với mẹ. Tới mẹ chưa? Mẹ chưa bún à? Trời ơi. Đã bị à. Trời ơi. Mẹ có không đâu mẹ. Lấy vô đi. Mẹ. Chà. Trời ơi, vậy mà không thắng. Mẹ có. Cứ gặp mình đó đi. Mẹ thua, xích ra, lùi cho mẹ. Mẹ thấy gì không? Cái này cái lỗ để mẹ bắn đó. Đúng rồi. Mẹ. Điều dữ. Rồi, tiếp tục. Ai mừng lấy nữa con mẹ ơi. Rồi, không sao đâu, mẹ cho mình đó. Rồi. Ok cô. Rồi, tiếp tục không? Đánh luôn. Cho em đi, mẹ đánh, mẹ bún hay mà. Mẹ đâu có sợ thua. Rồi, tiếp tục không? Rồi mẹ sẽ ăn bông hoa của Bi. Cái bông hoa của Bi nè. Rồi tiếp tục. Đó, Bi dám lại gần luôn hả Bi? Chạy tuốt đây luôn. Rồi đây. Rồi chết mẹ. À, nó công. Cái công gì là Bi nguy hiểm lắm á mẹ. Chứ không có gì không con. Không con chỉ chỉnh cái đầu này. Thôi em. Trời ơi chơi chơi nghe vừa thôi. Chỉnh hả? Coi mẹ nè. Để cho mẹ chúng vô đây mẹ đẩy ra. Đây coi mẹ nè, coi mẹ. Đừng lo. Trời rồi chết rồi xong rồi. Xong rồi. Bi thắng vui không Bi? Ê ăn gian vui không? Bi. Ăn gian vui không con?